miền Tây sông nước bây giờ đã không còn nước, con kênh này có thể lội bộ đi lại được. Và đây là tháng thứ hai, người dân ở các tỉnh như là Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng đang bị chịu cái cảnh hạn mặn. Và đây là những gì đang diễn ra, các bác chị thấy ha. Mình có thể đi bộ lên trên dòng kênh này và không còn cái chức năng thoát nước nữa, đất đang bị nứt nẻ rất là nghiêm trọng. Sau khi xem clip của Phong Bụi, một nhóm Việt Kiều Canada đã không tin quê hương xứ sở lại khô hạn đến như vậy. Các cô, các chú đã bay trong đêm để trở về nước để xem chuyện gì đang xảy ra. Không tin mình rồi. Nghĩ là nước nó có nhiều mà tại sao mà tới nỗi mà nó nhiễm mà người ta không có nước xài uống luôn. Việt Nam là nước ngọt nhất, là miền Tây của mình đâu có cái cảnh mà thiếu nước ngọt đâu. Mà bây giờ thật là khắc nghiệt, thời tiết nóng nực. Vừa đáp xuống phi trường với chuyến bay dài hơn 11.000 cây số bên kia trái đất, lập tức họ đã có mặt tại miền Tây để xem đâu là sự thật. Và mọi người đã xúc động trước cảnh quê hương thiếu thốn nước và đã mua rất nhiều can và chai nước cho đồng bào. Và ngày hôm nay thêm một buổi mình cùng đồng hành với chú Minh Cô Đơn để gửi nước cho bà con ở Tiền Giang. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành. Dạ, hôm qua giờ mình thì có được nhiều nước không? Không, qua đây không có lấy. Rồi qua lên thấy xe bồn lên mà vừa lên cái hết. Thì cái mưa giờ trống lọc canh hết, không có nước xài, lên giờ thăm đây có. Thấy người khô khan khô khốc hết rồi. Nước uống hay sao? Nước uống cũng đi đổi uống chứ không có nước uống. Kính thưa các bạn, sáng hôm nay thì nhóm của mình cùng với chú Minh Cô Đơn á đến đây để phát nước cho bà con miễn phí. Tuy nhiên thì sáng nay đi mua những cái bồn nước như vậy không còn và trở nên khan hiếm. Cho nên là tụi mình có xin được một cái bồn nước từ doanh nghiệp tư nhân Năm Dầu ngay tại thành phố Tây Ninh của mấy cô chú ở đây. Thì bồn nước này khoảng 20 khối sẽ được sang sang cái chiếc xe nhỏ của chú Minh Cô Đơn, sang những con hẻm nhỏ. Ngay lúc này thì chú Minh đang nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ người dân với mong muốn là hỗ trợ nước giùm ở các khu vực hạn mặn. Sáng ra thì chú cũng rất là nhiều việc nhưng mà mọi người thấy vừa chở nước vừa phải nghe điện thoại liên tục. Góc bên này thì cũng có một cái xe nữa và cũng vừa đang vận chuyển nước đến những cái trạm trung chuyển của nhà dân. Nước sẽ bơm vào những cái bồn ở các cái cụm dân cư để cho bà con san sẻ bởi những cái canh nhựa như vậy. Ở sáng nay thì tụi con có xin một ít nước từ xe của cô Năm á. Thì không biết là cô biết được cái thông tin về cái chuyện mà ở đây thiếu nước từ khi nào? Thì cô nghe thiếu nước này là cả tháng nay rồi. Nhưng mà cô Năm thì bận nhiều việc quá, tới chừng cô Năm cũng đi thì nguyện nhiều việc lắm nè. Cho nên là mới khi mà chỗ nào cần thì cô Năm sẽ tới. Như hôm nay là đây là xe bồn thứ mấy của nhà mình rồi à? Nay là xe bồn này cũng chắc cũng gần chục bộ lại rồi ha. Mấy ngày trước thì tụi con thuê những cái bồn nước như vậy giá rất là đắt, 4,5 triệu một cái bồn lận. Thì không biết là hiện giờ cô Năm thuê một cái chiếc xe như vậy là khoảng bao nhiêu tiền à? Khoảng 3 triệu. Khoảng 3 triệu. Lúc đầu thì nó mắc lắm nhưng mà sao lại biết là rẻ. Bây giờ là còn 3 triệu, 20 khối. Đúng rồi. Vậy thì tôi vô nhà dùng nước lấy đồ vô nhà ngồi nha. Dạ. Ở đây thì mấy ngày qua con đi khảo sát con thấy là người ta thèm cái nước nước ngọt, nước sinh hoạt khủng khiếp lắm. Thì cô hổm vô cô đi cô thấy tình hình đây sao? Bà con đây thì rất cần cái nước này. Khi mà mình xuống như thế này á, cảm thấy thấy cái sự mà bà con á, khao khát cái nguồn nước ngọt á, mà mình chia sẻ yêu thương vậy nè với bà con mình, cảm thấy cảm động lắm, thương lắm. Bây giờ cái bồn cuối khuya giờ nó nói là hồi nãy xe nó xuống nó cho 8 khối mà giờ cũng bất rồi, giờ nó dạ. Còn thiếu 60 khối chưa vô nhà được không? Dạ được, mà cái xe mình tới 20 khối được anh. Mỗi lần cái xe bồn của bên doanh nghiệp Năm Dầu á, tụi tôi xuống đây á là 20 khối. Cái này là nước từ công ty của tôi ở Sài Gòn mang xuống chứ không phải là tôi không có đi bơm đâu, đây tôi không biết chỗ bơm. Tại vì cái năm trước dịch á, là tôi cũng đã xuống đây thường. Mà hồi trước dịch là cái xe này á, là mua là nằm cái tầm là 12 triệu là 600 ngàn một khối đó. Mà đâu ngờ đâu mà nghĩ là đi riết rồi chơi cái xe chuyển này. Mà bên cái chủ xe này người ta cũng từ thiện như lắm, người ta cũng hỗ trợ cái giá yêu thương cho mình, giống như phụ giúp nhau đi vậy đó. Vậy là năm 2019 cái đợt hạn mặn đó là đúng rồi, cô Năm Dầu là mua tới 600 ngàn một khối, cứ hả xe mà 24 khối thì 14 triệu 400,
mà xe mà 30 khối á, thì nó là 18 triệu, mà 20 khối nó là 12 triệu, là cái năm 2019 á. Nhưng mà hồi lúc đó thời điểm đó mình còn đi được không ngồi chứ bây giờ. Cho nên bây giờ là bên doanh nghiệp là theo tôi á, là tôi sẽ xuống đây tôi hỗ trợ đến khi chừng nào mà có nước mưa của trời thì mình mới ngưng. Dạ. Con thì mới xin được cái giấy phép của cục thủy lợi ở nằm ở chợ gạo Tiền Giang cách đây khoảng 25 cây số thôi. Nếu được thì nó giảm được cái chi phí mua nước lên Sài Gòn. Nếu được con Năm, con giới thiệu cho con Năm qua đó lấy nước cho nó rẻ. Vậy đó hả? Dạ. Tài xế có thể giảm được cái chi phí nhiều lắm, ví dụ như là hiện giờ là 3 triệu đúng không? Khi giảm được 1,5 triệu luôn á. Dạ. Tại vì họ đâu mua nước mà họ đi gần nữa. Nếu như vậy thì để nói tài xế rồi, nếu trường hợp mà bơm hết cái này thì nói tài xế chạy qua mà nó bơm mày. Vừa gần mà nó không phải mua tiền nước nữa. Nghĩa là có giấy giới thiệu thì người ta sẽ cấp nước miễn phí cho mình luôn. Giờ mình qua đó người ta cấp miễn phí, mình chỉ tốn tiền dầu thôi ha. Tiền dầu thôi, nó đỡ nhiều lắm. Như vậy thì bây giờ để chiếc xe này hết đi, nếu mà cảm thấy mình thiếu nhiều nữa thì tôi sẽ điện về công ty, tôi nhờ với chủ xe cho tài xế đi với mình chuyến. Dạ. Con cũng cảm ơn cô Năm cho con một ít nước cho chú Minh chở đi ha. Rồi. Dạ. cứ nhận đi con. Dạ, dạ. Bây giờ cho bà con. Bây giờ con chạy cho chú Minh chị mấy cái sớm mà người ta không có ông bà già người ta không lấy nước được á. Bây giờ thì xe của chú Minh sẽ di chuyển vào bên trong tầng những con hẻm á để cho nước cho bà con. Cái con hẻm này thì có rất nhiều người già, người lớn tuổi, và chỉ cần thấy cái xe bồn này mọi người sẽ mang canh nước ra. Đây là cảnh mà lòng ruộng khô nè. Có canh sẵn không? Lấy nước nè. Đi đây chạy vô sông kia đi, chạy vô sông kia đi. Vô trong kia trước đi. Vô trong kia trước á, đây là xe của chú Minh cô đơn đang có mặt tại một cái khu vực thuộc xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Và ngay lúc này thì rất là nhiều bà con đang ngồi đợi nước của chú Minh cô đơn. Ngay lúc này thì có một số cô chú ở Canada sau khi xem các clip của mình á, mấy cô chú có đến khu vực này để chia nước cho bà con. Thì có nước bình, nước suối đóng chai để cho mọi người uống đỡ được phần nào hay phần đó. Thì dự tính là còn có rất là nhiều xe như vậy. Đây 12 lốc nước nha mọi người. Có rất là nhiều nước suối cho cô bán chị chia nhau uống. Còn bên đây là những nước bình. Thì bình này thì nếu mà mua thì khoảng 35.000 cái giỏ bình, cộng thêm 10.000 tiền nước nữa là khoảng 45.000. Để tiết kiệm thì mọi người sẽ đổi bình, nhưng mà tốn thời gian hay lâu một tí. Đứng ở đây thì bà con uống hết nước thì sẽ đổi những cái bình đầy như vậy. Chị thức từ hồi 5 giờ sáng. Dạ, chị đi. Chị tên gì ạ? À? Chị tên là Oanh, từ từ Canada về để thăm quê hương, mà sẵn có duyên thì đi xuống đây để mà chung tay với các mạnh thường quân để mà giúp dân mình có chút nước ngọt để mà uống hoặc là xài. Không biết là quê chị ở Việt Nam là tỉnh nào? Chị ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, dân miền Tây. Mấy ngày qua thì tụi em có chia sẻ rất là nhiều clip về tình trạng là thiếu nước ở miền Tây. Thì chị cũng là dân miền Tây. Không biết là ký ức chị hồi nhỏ là chị thấy ở miền Tây mình nước nôi thiên nhiên như thế nào? Hồi nhỏ thì mình bị nước ngập, nước bão, bị nước lụt. Chỉ không có lúa gạo ăn thôi chứ không có lỗi là thiếu nước. Nhưng mà nước nó còn quan trọng hơn là cơm nữa. Cho nên là khi mà chị xem các clip của tụi em về cái chuyện là hạn mặn ở đây, chị tin không? Chị tin là thực sự nó thiếu nước như vậy không? Không tin. Mình nghĩ là nước nó có nhiều mà tại sao mà tới nỗi mà nó nhiễm mà người ta không có nước xài uống luôn. Mình nghĩ là Việt Nam là nước ngọt nhất, là miền Tây của mình đâu có cái cảnh mà thiếu nước ngọt đâu, mà bây giờ thật là khắc nghiệt, thời tiết nóng nực, nóng bức mà không có nước uống á thì dân khổ lắm. Như sáng giờ chị đi chị thấy sao? Thực sự nó có đúng như những gì chị cảm nhận đúng qua màn ảnh? Đi thấy người dân thấy thương quá, ai cũng giống như là thiếu nước. Em thấy là đoàn mình chuẩn bị rất là nhiều nước, ngồi những cái chai nước như vậy thì mình có mua gì thêm nữa không chị? Chị mua thêm bánh mì, chị mua thêm xôi đồ này kia để mà cho bà con để mà ăn, để mình chờ đợi nước
như nè, chỉ biết có cái gì thấy trước mặt là chị mua thôi chứ chị không có kế hoạch gì hết. Dạ. Thường thì kiều bào mình về Việt Nam á là thời gian không có nhiều, phần lớn là dành thời gian cho gia đình. Đúng rồi. Không biết tại sao đồng mình lại dành thời gian ở những cái địa điểm như vậy. Tại vì tự nhiên vô tình mình lướt Facebook thì mình thấy kênh của Phong Bụi đưa lên những cái hình ảnh bà con dân miền Tây mình thiếu nước rồi đó. Thì tự nhiên chị có tâm phát tâm muốn tới tận nơi để mà chứng kiến, muốn chung tay với lại bà con vậy thôi. Mấy ngày nay thì liên tục tụi em mua những cái xe bồn nước nhưng mà vẫn không đủ. Xuống là 5-10 phút là hết ngay liền à. Cho nên là những cái này thì thiệt ra nó vô cùng tốn kém, chi phí nó nhiều, em dám mua. Mà bên chị mua được mấy cái bình nước chai và nước bình như vậy là thì chị ghé có cái còn cái gì chị mua cái đó thôi. Nhưng mà từ ở Sài Gòn giờ chị thì không có phương tiện để mà vận chuyển, thì chị đi trên đường đi chị cứ thấy bà con có cái gì thì chị thu gom cái đó, mua được là chị cứ có bao nhiêu chị mua hết vậy thôi. Dạ dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Không có chi. Cảm ơn em đã đưa lên những hình ảnh này cho bà con mình thấy. Đây này là người thật, việc thật chứ không phải là quay clip để chơi, mà cái này là mình chứng kiến thiệt, đó là sự thật. Dạ. Thì mình chỉ mong bà con mình ở xa hay đâu đó, nếu mà có điều kiện, có cơ hội thì cũng nên tới nay để mà giúp bà con mình. Dạ dạ. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thì mưa nó mới xuất hiện. Thì từ đây tới 1 tháng nữa thì một ngày khát nước cũng chết rồi, tới 1 tháng nữa em. Nó nó không có đơn giản đâu. Thiếu ăn thì còn ăn cái này cái kia được, mà thiếu nước là chết, người ta chết không có chịu nổi đâu. Thiếu thốn lắm. Đâu ai dám tắm rửa gì đâu. Cảm ơn chị nhiều ha. Không có che. Dạ. Đây. Thôi cảm ơn chú nha. Đây. Mua nước xong mua đồ ăn nữa nè. Vừa ra đầy rồi để lo cho mấy đẹp gì đó. Ăn đi. Em theo hồi trước nó bụng ăn đó. Đây là mấy cô chú là soi theo đồ ăn thôi. Này là chả để có mì. Đây đây. Cái này chả chà lụa, chà lụa. Chả lụa con này nhé con mì. Hả? Này chả hả? Này chả để gói mì. Con ơi. Dạ cảm ơn cô. Ăn cho đỡ đói bụng. Móc cho xe chúng mình này chút nữa mình nè. Trưa nay ở đây không có bán cơm đâu. Hôm nay là có rất là nhiều đoàn sau khi xem các clip mình á, mọi người tìm nhau đến để hỗ trợ cho bà con, cũng rất là trân quý và cảm ơn. Đây là một trong những cái tin vui đối với tụi mình khi mà những cái clip nó có sức ảnh hưởng và cũng có một cái thông tin đến cho bà con. Tình hình suốt thời điểm bây giờ là tháng thứ hai rồi, nó khô hạn rồi. Chú cầm cự được 1 tháng nữa không? Thì bây giờ nói chung ra là ở đây nông dân đây thì nhờ nước mạnh thường quân, chứ giờ cái nguồn nước này nó khô cạn, không biết nó tới mức độ cả nào. Giờ mình cái thiên nhiên mà sao biết đoán được là trời mưa hay không. Cách đây 4 năm trước là ở mình cũng đã hạn mặn rồi, thì trong 4 năm qua chú có trang bị thêm những cái lu nước đựng nước mưa không ạ? Không, thì nói chung ra thì cũng có nhà thì cũng có trang bị thêm ba cái mua cái hồ mà để chứa nước mà 2.000 lít á, thì cũng có. Là chỉ hai khối thì đâu có đủ để hai mà... khối thì nhà mình ở đây nói chung ra ở quê hương này thì nói chung ra cũng dự trữ nước mưa, thì cũng có đổ hồ bê tông dự trữ nước mưa chứ không phải là nhưng mà cái nước sinh hoạt thì nó rất là thiếu. Con thì không phải là dân vùng này cho nên con không hiểu cái địa chất nơi này. Thì con thắc mắc một điều là có nhiều người gợi ý là thử khoan thật là sâu xuống dưới lòng đất thử có nước không? Thì không biết là ở đây nếu mà khoan... Không, ở đây là cái đất này đất phèn. Dạ. Đất phèn ống, kiểu xét càng sâu thì càng phèn ống lên. Đó. Chứ mà đây không có... Thay vì người ta cái vùng kia người ta lấy nước đáy ao lên thì người ta để trồng đồ. Còn cái này lấy nước đáy ao lên là không có làm... Đất đáy ao lên là không là trồng được. Rất phèn. Còn hệ thống nước máy ở đây thì sao ạ? Nước máy hả? Nước máy thì cũng có cái nước bông tên của cái Bê Kinh chứ không phải BO. của cái Tiền Giang này có Bê Kinh. Nước kinh không à, như nhà nào cũng có cái ống nước bông tên hết á, nhưng mà có cái là không hết nước sinh hoạt là trong vòng tháng mấy nay. Nói vậy thôi. Là nước máy sẽ cắt lại. Cắt lại được. Vậy thì chỉ trông chờ vào nước mưa, nhưng mà khô hạn vậy cũng không có.
Và giải pháp cuối cùng là một là đi mua nước bồn về, hoặc là phải sử dụng nước các nước từ hội nhóm. Nếu như chú mua nước bồn bây giờ giá thị trường bây giờ là bao nhiêu ạ? Tôi hỏi tôi mua lúc trước chưa có từ thiện này ở xa thì tôi có mua là 2 khối 80.000 khối. 80.000 khối, còn mấy người mà mua khối lẻ lẻ là 100, là 101 ví dụ vậy đó, tùy theo. Một khối nước có thể sinh hoạt được một ngày không? Nhà không, một khối nước 1.000 lít này cũng được thì 30 can thì 33 can là được một khối. Thì một ngày thì xài 5 can 7 can vậy thôi chứ mình phải tiết kiệm chứ. Nếu mình xài phun khí thì sao đủ. Vậy là trung bình nếu như tiết kiệm mà mỗi ngày chú tiết kiệm, chú đi gánh nước như vậy. Gia đình tôi là 7 người á. 7 người là 7 người là coi như mà tại vì có 2 đứa nhỏ thì nó hao nước chút, mà cũng một ngày cũng 7 can. 7 can. Vậy là một khối là chú xài được 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày là tiết kiệm, nếu mà đi gánh nước từ thiện này tiết kiệm được 100 ngàn. Tiết kiệm được 100 ngàn. Nhưng mà hơi cực, nghĩa là mình phải đi tới lui mất tiết kiệm 100 ngàn. Nói chung ra là cũng như là tại vì nói chung hổm thì tính già rồi đi xa xa đi không nổi. Thì mình tính thôi mua đây gần cái mình mua cho rồi. Đó. Thì bây giờ cũng như là đang dự trữ thì nó cũng không dám xài được. Cũng như nước từ thiện tới là cho là lấy về xài. Còn mà nước mà mua rồi giờ dự trữ để đó, mà biết cái mạnh thường quân nó có cho như thế nào, có cuối mùa hay không mình cũng sợ vậy thôi, đoán vậy đó. Ngày hôm qua là các đoàn xe từ thiện nước di chuyển sang cái xã khác để hỗ trợ, thì ở đây bị hụt rất là nhiều. Bị hụt hai bữa nay là hơi bớt vắng chút, nay bữa nay bữa đầu thấy hơi nhiều. Đó. Mấy bữa nay thì tôi cũng đưa cháu đi học thì tôi thấy cũng hơi vắng chút. Lo không? Bản thân chú cũng lo chứ phải lo chứ. Nếu như ngày mốt không còn đoàn từ thiện đến cho nước nữa thì chú sẽ ứng phó như thế nào? Thì cũng phải ráng nhín nhút vài bữa rồi bắt đầu, nếu mà không có từ thiện nữa thì phải mua chứ giờ sao. Chứ không mua thì sao mình có nước mình xài, nước sinh hoạt. Nó vậy đó. Con hy vọng là năm nay á, mình có bài học kinh nghiệm là mình tích trữ nhiều cái lưu nước. Thì đúng rồi, phải tích trữ. Tôi nhà đổ hồ xi măng đó là bê tông đó là tôi đổ được 5 cái mà tôi còn hụt đó. Nhưng nước mưa bây giờ thì còn vẫn còn là 2 hồ. Nhưng mà 2 hồ là mình không dám xài đó. Để dự trữ là uống với súc miệng với nấu ăn thôi. Nói vậy thôi. Con cảm ơn chú. Bây giờ cái xe bồn của tụi con đang di chuyển không? Nếu mà chú có can thì cứ đậu ở đây. Chú Minh Cô Đơn sẽ bơm cho nó đầy lên ha. Trời ơi, tôi mà theo em, tôi mà có tiền không phải nói chứ tôi mua hai cái phi can mà 2.000 á, 4.000 á. Là tôi để đây là chừng nào mà muốn là hết nước bà con ta lại ta lấy luôn. Không có tiền chứ phải có tiền thì tôi mua rồi. Cái đó là một khối là tới 2 triệu mấy, chú mua 2 khối là ít nhất là phải 2 khối bồn hồng 2 khối thì nó 3.2 triệu hay như 3 triệu mấy nè, đắt. 3.2 triệu đó. Mua 2 bình là còn đã 6 triệu mấy. 6 triệu mấy rồi. Lớn. Trời không có vốn chứ, có vốn thì mua tôi để đây hết mùa tôi đem về đặng. Đỡ mừng. Đặng mình hứng nước mưa ra lại. Chứ có gì đâu. Cũng như mình đến mình muốn làm từ thiện mà không có tiền làm chứ không phải. Rồi con cảm ơn chú nha. Cảm ơn không có gì. Đây là mọi người sẽ chất nước lên cho cái xe máy với cái xe rùa này để vận chuyển về nhà. Như chú này thì nãy giờ 4 can chỉ được có 1 can nè. Mà xe tải thì không thể nào vào trong này được. 2 can cũng được rồi. Được 2 can ha. Được 2 can. Dạ. Chú mang mấy can tới? Nhà thì mua được 5 can với 2 can cũ của tồn tại 4 năm về trước á. Còn sử dụng lại được. Nó vậy. Vậy là sáng giờ chú đợi được 2 can này thôi. Từ sáng tới giờ luôn. Chờ đợi để sắp can này chờ đợi. Là lấy được 2 can thì cũng giải quyết cái lúc sáng này. Còn ngày hôm qua được mấy can? Ngày hôm qua được 11 can mà cuối cùng lại cũng hết. Cũng như có nước nhiều thì xài hơi khá chút, còn có nước thì phải chịu phép thôi. Nói vậy. Và trời. Khổ quá. Bà con đây cũng khổ vì nước nuôi dữ lắm. Thiệt thôi. Nước nhất là nước sinh hoạt. Còn mọi người cho nước bình uống thì sao chú? Nước chú... bình uống thì về mình để dành đó rồi mình dự trữ rồi mình uống. Chứ đâu có dám mà xài phung phí cái đó này đâu. Đã nước uống của bà con ta đem tới từ thiện tới thì mình phải tận dụng cái đó để uống. Rồi, cảm ơn chú nha, chú chắc chở nước về đi, về đổ rồi lấy thêm một cái canh mới nữa ha. Đây. Dạ, bà con thì đang sắp hàng rất là nhiều canh nước như vậy để chờ đợi nhận thêm nước.
Đây là hôm nay thì có một cái cô Việt Kiều mang đồ ăn, mang nước tới. Thì chia cho bà con ổ với mì ăn cho vui nha. Đang ngồi chờ nước. Đây có mấy chú đến đây phụ chú Minh cô đơn nè. Cho bánh mì, cho nước. Chú này thì từ Canada về. Chú Minh thì mấy ngày qua thì ngủ mất võng ngủ. Rồi thậm chí là còn lăn tăn cái chuyện đó là tiết kiệm tiền không ở khách sạn, không thuê nhà nghỉ. Từ sáng đến giờ, bây giờ đến giờ trưa rồi, chú Minh mới dùng cái ổ bánh mì. Hôm trước thì chú ngủ như thế nào? Sau một đêm mà chú chờ nước cho bà con? Cho cái bình, dăng cái cây, xe ngủ, gọi bên bữa giọng thôi đó. Con có gửi chú là thuê nhà nghỉ tắm rửa rồi đi, ngủ quá trời. Có nước luôn không tắm, nước người ta không có xài, mình lấy nước tắm thôi được. Không dám tắm luôn. Nhưng mà móc võng ngủ người đường như vậy nguy hiểm sao? Không có, ngủ ngay nhà người ta mà, ngay trước cửa nhà người ta. Mấy ngày qua thì cái việc đi mua nước bồn á rất là khó khăn. Xe thì phải vận chuyển nước cho các cái nhóm lớn khác, cho nên là tụi mình thuê cũng rất khó. Đúng rồi. Chúng mình phải đi xin. Thì cái việc chú đi xin từ những cái xe bồn khác để san sẻ nước cho bà con thì có dễ dàng không? Ban đầu khó lắm, rồi cuối cùng mấy anh thầy biết, mấy anh thầy cho dễ lắm. Mấy anh thầy kêu lấy, cứ lấy đi. Ban đầu mấy xe kia khó lắm. Cái cô kia kêu tôi phải cảm ơn cổ. Tôi không cảm ơn. Tại tôi cũng từ thiện, tôi cũng trở dùm cho người dân, chứ đâu phải tôi xin cá nhân tôi xài đâu. Rồi xin một bồ không cho luôn. Bữa đầu á. Bây giờ chú Minh giờ mới ăn nè. Bây giờ thì tiếp tục chở thêm những cái nước chai như vậy chia sẻ cho bà con. Mấy cho chú ở bên nước ngoài về rất là cực. Chú Minh thì ăn cho hết bánh mì rồi làm. Ăn đi Minh ơi. Ăn đi để mình làm được rồi. Bây giờ là mấy anh em đang phụ khiêng nước xuống. Có một chuyến thì chú phải về Sài Gòn để dưỡng sức. Thì thật sự thì ai mà xuống như này á, đứng thì, nắng nửa ngày thì rất là đuối. Dưới tôi tắm mấy ngày không tắm. Nước nước người ta không có xài, mình lấy nước tắm kỳ quá. Giờ dẫn tôi tắm. Nhưng mà chi phí chạy xăng xe lên về Sài Gòn nó cũng tốn kém quá. Tốn kém đi hai tay đuối luôn. Đi ba tiếng dưỡng. Đi ba tiếng dưỡng hồ cái tay này cứng ngắc như tay. 4 năm trước thì chú đi hỗ trợ bà con hạn mặn ở Bến Tre. Bến Tre. Cái chuyến Bến Tre nó xa hơn này nhiều đúng không? Ừ, xa hơn ít rồi. Bến Tre, tôi hỏi người ta là từ bên đại học quốc gia là 90 cây số. Mà từ đại học lên Bến Tre có 101 cây. 101 cây. Xa 20 cây số. Khổ thiệt không? Giờ mới ăn nè. Bánh mì người ta cho, chú mạnh quân cho. Hôm giờ đi chú đi ngoài đường người ta nhận diện ra được chú Minh cô đơn không? Con đi ngang qua thấy người ta la làng quá trời luôn. Đúng rồi, tiếc hết chưa? Mà bắt được ăn cứ uống không có tiền cũng không kể. Bắt xuống nè. Chú nãy giờ mới dừng cái xuống à. Đây là tổng cộng cái lượng nước mua cho bà con 25 lốc. Bây giờ là mấy cô chú này là thanh toán tiền nè, 700 ngàn. Còn lúc này thì có rất là nhiều cô ngồi đây để đợi những cái bình nước.